Và xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với Khoa học Mini mùa 22 mô phỏng thành phố bài số 4. Ngày hôm nay thì anh sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn những cái cơ chế mini game Trigger UI có trong map Rimworld, những cái trigger mở rộng thêm như là shop nè, như là những cái cơ chế hỗ trợ trong game đó để các bạn có thể hoàn thành cái game của mình. Bên cạnh đó thì chúng ta vẫn sẽ có những phần quà tặng như thường lệ là code mảnh tên lửa nè, đó, rồi cái mảnh thần thú nè, skin ngày nè và skin DIY vĩnh viễn vào cuối buổi livestream ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay mình sẽ bắt đầu một cái Trigger UI shop. Thì về cái Trigger UI shop thì thực ra đối với những bạn nào thì đã quá am hiểu về Trigger thì nó đơn giản, nhưng mà khi mà các bạn áp dụng thêm một cái giá trị, nó là cái giá trị thị trường lên xuống giá cả như ngày hôm qua mình đã hướng dẫn các bạn á, thì sẽ dẫn đến một số các điều kiện sự kiện nó sẽ ảnh hưởng đến cái shop của các bạn. Cho nên là ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn lại cái phần shop nha. Đây, mình sẽ vào một cái shop bất kỳ đi, cái shop này đúng không? Và khi mà mình sẽ có sẵn những cái khoán ở trên người mình đi. Đây là những cái khoán mà mình đã thu thập được ha, trong quá trình mình làm nghề nghiệp ở trong cái map này. Rồi mình chạy vô đây. Rồi lúc này thì mình có thể bán đúng không? Và khi mình bán, nó sẽ phụ thuộc theo cái giá cả thị trường đang hiện hữu hiện tại. Đây, 100 tiền ở giá cả thị trường bình ổn này đúng không? Ngày hôm qua mình có nói cái này rồi ha. Đó. Và ở đây các bạn thấy là mình áp dụng cho tất cả các shop trong cùng một bộ UI. Khi mình bán thì được bao nhiêu đó tiền. Thì đợi cái này nó thay đổi giá trị thì mình vẫn có thể bán tiếp theo cái giá trị mà nó thay đổi của thị trường nha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái shop này. Tại vì cái shop này nó sẽ hơi không phức tạp lắm, nhưng mà nó hơi lằng nhằng một xíu á. Các bạn thử xem ở đây nè nha. Rồi ok, ở đây các bạn xem nha. Thì cái phần UI shop của mình á, thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái node ở trong đây. Nó sẽ xài chung một cái page UI của cửa hàng. Sau đó thì các bạn thấy nè, ở trong đây mình cũng sẽ có từng mục, từng hạng mục của từng cái shop riêng. Ví dụ ở đây các bạn thấy là mình sẽ có shop Kim Hoàng nè, đúng không? Ok, mình sẽ có shop nội thất nè, đúng không? Mình sẽ có shop may mặc nè, đúng không? Mình sẽ có shop tạp hóa. Ok, thì đây nó sẽ giúp cho chúng ta được làm gì? Thứ nhất là các bạn không cần tạo quá nhiều cái main UI khác nhau để các bạn áp dụng trigger cho từng cái, mà chúng ta có thể thiết lập một cái main tổng. Sau đó trong main tổng thì mình sẽ có từng cái tab UI theo từng cái shop mà chúng ta sẽ kích hoạt dựa trên NPC mà chúng ta muốn. Ví dụ như bấm vô thằng NPC tiệm Kim Hoàng thì nó sẽ hiện cái tiệm Kim Hoàng này lên và set up những cái giá trị ở trong đó. Ok không? Thì càng nhiều vật phẩm thì các bạn sẽ cần phải càng làm nhiều hành động cho cái trigger để nó hiển thị đúng với những cái dữ kiện của người chơi đang có theo biến riêng giá trị của từng người chơi. Đó, nghe nó hơi phức tạp đúng không? Thì trong đây thì chúng ta cũng sẽ có một cái shop. Trong shop thì chúng ta sẽ có các item đúng không? Trong item thì chúng ta sẽ có icon, chúng ta sẽ có tên, chúng ta sẽ có số lượng của vật phẩm mình đang sở hữu, chúng ta sẽ có giá bán hiện tại của vật phẩm mà mình cần bán. Đó, có cái nút bán. Ok, mỗi cái shop thì chúng ta sẽ tương tự như vậy thôi nha. Nó chỉ khác ở chỗ là các bạn sẽ có nhiều cái icon hơn thôi, nhiều cái item hơn thôi. Đây, shop Kim Hoàng thì mình sẽ có 1, 2, 3, 4, 5 cái item. Rồi, ok, từ từ. Shop nội thất thì chúng ta chỉ có 3, 4 cái item khác nhau. Rồi, shop may mặc chúng ta chỉ có một cái item duy nhất thôi hiện lên. Đó, chỉ có một cái thôi. Ok, sau này thì các bạn muốn cập nhật thêm thì các bạn có thể cập nhật thêm nhiều cái vật phẩm khác nữa, nếu như map các bạn còn có thể cập nhật và phát triển. Rồi, để tạo UI về cửa hàng thì nó đơn giản, mọi người ai cũng biết rồi nhỉ. Ok, mình sẽ ẩn đi hết nè, mình sẽ tạo một cái main UI mới. Các bạn nhớ là tạo một cái main thứ hai nha, cái main dành riêng cho shop nha. Đây, một cái main dành riêng cho shop để cho nó tách khỏi cái main chính của mình, để cho nó đỡ ảnh hưởng về trigger và dung lượng của trigger. Rồi, main UI chính này thì đầu tiên thì chắc chắn mình sẽ có một cái hình nền background mờ để ngăn chặn tất cả những chức năng khác khi mà người chơi đang tương tác với cửa hàng, đúng không? Thì cái này mình sẽ sử dụng cái ảnh có sẵn trong game ha. Đây, mình sẽ sử dụng một cái ảnh mặc định. Mình sẽ kéo nó chèn khỏi cái viền của cái main UI chính, của cái khung UI chính. Sau đó thì mình sẽ cho nó ở giữa nè. Rồi, công tác quan trọng đối với cái này thì phải căng giữa nó, khóa UI lại. Thứ hai là chúng ta sẽ chỉnh nó thành màu đen. Thứ ba là chúng ta sẽ chỉnh nó xuống 50 để cho chúng ta vẫn xem được những cái giá trị còn lại của trong map, chỉ là không tương tác được thôi. Rồi, đến lúc này thì các bạn sẽ mở cái player này lên, chứ các bạn không được bấm vô cái này để tạo nha. Tại vì khi mà các bạn bấm vô cái layer M này tạo á, thì tất cả những cái trong đó nó đều sẽ bị gì? Nó đều sẽ bị giảm scale, giảm M, độ M 50 hết, nó không đẹp nha. Cho nên là các bạn sẽ bấm ở ngoài nè, các bạn sẽ tiếp tục tạo một cảnh thứ hai. Thì cái ảnh này mới là cảnh shop của chúng ta nè. Hình nền đúng không? Cửa hàng đúng không? Mở bự lên nè. Thì cái này là một cái main shop, nó dạng là một cái bay của cái shop á. Rồi thuộc tính nè. Ok. Rồi trong cái này thì chúng ta muốn màu mè quá là hẹ hơn thì chúng ta bắt đầu tạo thêm những cái hình ảnh cho nó.
Tại vì mình chỉ cần tạo một lần thôi mà, các bạn cứ chịu khó tạo đi ha. Rồi, tên cửa hàng, nút back, icon, xong, cái này là cái main chính. Cái bay chính của cái shop là mỗi lần mình bấm vô một thằng NPC tương ứng thì nó sẽ thay đổi những cái giá trị này dựa trên cái thằng NPC mà mình muốn tương tác. Đó, thì đó mới là cái main thôi. Lúc này á, sau khi đã có xong cái main rồi á, thì các bạn sẽ phải tạo thêm một cái ảnh trong cái background nền này nữa. Đó, thì lúc này chúng ta mới bắt đầu tạo từng cái shop riêng biệt nè. Rồi, mình sẽ kéo một cái hình khác màu với cái nền ở trong đây. Đó, để mình phân biệt cái shop cho từng loại shop ha. Ở đây mình sẽ không ghi dấu gì hết cho các bạn, cho nó nhanh ha, các bạn tự điều chỉnh theo dấu của các bạn trong map ha. Đó, như vậy là chúng ta đã xong một cái shop rồi. Còn các bạn muốn làm nhiều cái vật phẩm hơn thì các bạn cứ copy player nó lên thôi ha. Thì các bạn chỉ cần copy cái này. Ví dụ ở đây nè, vật phẩm thì các bạn đổi tên thành vật phẩm 1. Rồi các bạn copy cái vật phẩm 1 này lên thành, à da, xin lỗi, sửa tên nó thành vật phẩm 2 để các bạn làm cho vật phẩm thứ hai. Đó, thì nó cũng khá là đơn giản thôi nếu như mà các bạn đã nắm được cái cơ bản của phần UI rồi. Ok, thì đó là chúng ta đã xong. Thì sau khi mà chúng ta đã setup xong một cái main shop như vậy rồi thì chúng ta sẽ ẩn đi những cái shop nhỏ nè, ẩn đi những cái shop khoáng nè, ẩn. Đúng không? Rồi chúng ta sẽ xóa luôn cái trigger hiển thị của nó, tại vì mình sẽ không kích hoạt bằng cách là vào game. Ok, như vậy là chúng ta đã xong một cái shop của UI. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu làm trigger nè. Trigger thứ nhất á, là chúng ta phải làm ở phần bên phần main chính để mình tương tác. À, mình làm trong cái đó luôn cũng được. Nhưng mà chắc chắn là đầu tiên là chúng ta phải tạo một con NPC rồi đúng không? Sinh vật nè. Tạo một con sinh vật chủ cửa shop, chủ cửa hàng. Trời ơi, chủ cửa shop tôi nói cái gì vậy trời. Ok, thì mình sẽ kiếm một cái con tương ứng với cái icon mà mình đang sử dụng ha. Ví dụ như con này đi. Đó, xong rồi hàng này sẽ là shop khoáng đi, đúng không? Rồi, shop khoáng cho lên khoảng 1.5. Đối với NPC ở trong map á, mà con trai á nha, skin nam á, thì các bạn sử dụng cho mình tỷ lệ là 1.3 nhé. Còn nữ á, ví dụ như là một cái con skin nữ, con này đi, thì các bạn phải để là 1.5. Thì kích thước của nó khi để vào map nó sẽ đều nhau nhé. Nhớ nha mọi người, đối với NPC nam mà làm bằng skin thì sẽ là 1.3, còn nữ sẽ là 1.5 hoặc là 1.4. Ok, thì khi bỏ vô map mấy con NPC nó sẽ đều kích thước với nhau, nhìn đẹp hơn. Rồi shop khoáng nè, thuộc tính thì các bạn sẽ để động vật để nó không bị biến mất. Tấn công mà không cho tấn công, không cho di chuyển gì hết. Đó, xong. Lưu lại vào game để load lại dữ liệu. Rồi, thì lúc này khi mà có con NPC rồi, mình sẽ bỏ nó ra ngoài. Ngoài đây, bẹp, nó là thằng chủ bán shop, bán khoáng. Rồi, lúc này chúng ta sẽ bắt đầu làm trigger cho cái phần shop này. Đầu tiên là open cửa hàng khoáng. Các bạn áp dụng cho nhiều cửa hàng thì các bạn áp dụng theo nhiều cách khác nhau. Mở shop khoáng nha. Rồi, thì lúc này sự kiện thì đơn giản thôi, là khi người chơi click vào sinh vật. Sinh vật, chọn loại hình sinh vật. Sinh vật là trong mục tiêu này, cái con sẽ bị bấm vào nè. Rồi, sinh vật tùy chỉnh là cái thằng ông nội này. Sau đó thì nó sẽ làm gì? Nó sẽ mở giao diện nhá. Nó sẽ mở cái giao diện của giao diện shop. Rồi chưa? Đến đây thì chúng ta phải bắt đầu set cho từng hành động của từng dữ kiện có trong cái map của mình. Đó, ví dụ như sau khi đã mở cái giao diện shop lên rồi thì chúng ta sẽ làm gì nữa? Hiện thành phần của cái cửa hàng khoáng mà mình đã ẩn đi lúc nãy. Đó, nếu như là cửa hàng nào thì mình sẽ hiện cái thằng đó lên ha. Ở đây thằng khoáng thì mình sẽ hiện thằng khoáng lên. Ok, thứ hai chúng ta phải set icon của thằng nhân vật, cái thằng chủ. Thì mình vào đặt nội dung hình ảnh, và đặt nội dung hình ảnh cho cái thằng ai ông nội icon này. Đó là cái ông nội ngoài biển mà đi mua khoáng, ông nội tào lao. Ok, vô. Thứ ba thì chúng ta phải chỉnh thêm một hành động nữa. Bấm lộn rồi. Là cái gì? Là cái tên cửa hàng, đặt nội dung văn bản của UI shop với tên cửa hàng thành cái gì? Shop khoáng sản. Ghi in lên cho đẹp. Ok. Rồi, để đóng shop thì chúng ta sẽ tạo thêm một cái trigger nữa, mang tên là đóng shop. Đóng shop thì xài chung nhé. Rồi, sự kiện là khi người chơi bấm vào nút xác định thành phần ở điều kiện trong giao diện shop là cái nút back. Đây, nút dấu x. Rồi, sẽ làm gì? Hai hành động thôi. Thứ nhất là ẩn thành phần của ai? Ẩn thành phần của cái shop khoáng này để khi mà mình kích hoạt những cái shop khác nó không bị lỗi, nó không bị đè lên nhau. Rồi, thứ hai là cái gì? Đóng giao diện của cửa hàng. Lúc này thì chúng ta không cần làm thêm hành động gì nữa. Bởi vì sao? Bởi vì mỗi lần mình bấm vô một cái thằng nhân vật nào đó thì nó sẽ xếp theo điều kiện và dữ kiện của thằng đó rồi. Ha, một lát mình sẽ làm hai nhân vật cho các bạn xem.
Thì như vậy chúng ta đã xong rồi, nhưng mà có thêm một cái hành động mà mình quên, đó chính là di chuyển. Khi mà bất kỳ một người chơi nào trong map á, các bạn mở shop hay là các bạn mở vật phẩm hay là bạn mở UI gì đó mà nó đang ảnh hưởng đến nguyên cái mạch game thì các bạn không cho người chơi di chuyển nha. Cho nên chúng ta phải vào người chơi nè, thay đổi công tắc của người chơi. Khi mở shop lên thì người chơi sẽ không thể di chuyển, nhưng khi đóng shop xuống thì người chơi sẽ có thể di chuyển. Lúc này khi chuyển sang chế độ trò chơi, các bạn sẽ thấy là khi mình lại bấm vô thằng nhân vật này, bẹp, đó, nó sẽ hiện lên đúng cái shop khoáng mà mình đang có, đúng không? Đúng chưa? Đúng cái thằng này, đúng cái thằng này. Nhưng mà hiện tại là mình đang sử dụng mặc định rồi. Các bạn sẽ nói là ôi anh ơi, anh để từ đầu rồi thì làm sao mà phân biệt được. Thì bây giờ mình sẽ tạo thêm thằng khác cho vừa lòng các bạn, ok. Rồi, thằng chủ shop thứ hai thì mình sẽ sử dụng luôn cái bà Wix này luôn nha. Cái bà phù thủy này luôn, sức mạnh gì đó, sức mạnh phép thuật gì đó. Rồi, mình sẽ cũng tạo thêm một cái. Đây, có khoáng sản rồi đúng không? Rồi, lúc này mình sẽ tạo một thằng mới. Mình sẽ là shop gì? Shop thợ mộc đi. À, shop nội thất, ok. Thì cái bà đó sẽ bán đồ nội thất, bà pháp sư đi bán đồ nội thất, không hiểu. Kệ bà đi. 349, 346 và 96, các bạn nhớ cân lại vị trí của nó nha. Thì lúc này mình sẽ có một cái shop nội thất này, cũng là những cái vật phẩm 1, vật phẩm 2. Ở trong đó thì mình chưa thay đổi đúng không? Ok, mình sẽ thay đổi vật phẩm nha. Rồi, mình sẽ thay đổi vật phẩm của cái này thành một cái tại vì bà bán đồ nội thất cho nên là mình sẽ thay thành cái cục gỗ. Ok, mình sẽ thay thành cái cục gỗ đầu tiên mà mình nhìn thấy, nó chính là cục này, gỗ ăn quả, ok. Rồi, cái này mình sẽ thay thành cái ghế đi. Đó, làm hết sức là từ từ, từ tốn thôi, hàng rào đi cho nhanh nè. Hàng rào nằm ở trên anh em ạ. Ở đâu? Đây, hàng rào gỗ luôn nha. Ok, rồi. Sẵn tiện thì mình cũng sẽ chỉnh lại bên cái shop khoáng thành cái vật phẩm thứ hai của nó. Thành cái khác luôn. Vật phẩm thứ hai của nó nè. Thì mình sẽ sửa thành cục vàng nha. Rồi. Rồi lúc này sau khi đã có hai cái shop thì mình sẽ ẩn hai cái shop đi. Ok, quay lại. Cài thêm một cái trigger mở shop nữa. Là khi người chơi copy cái này lên, lúc này sẽ là cái shop gì? Shop nội thất. Mở nội thất đúng không? Thì lúc này sẽ là hàng sinh vật nào? Sinh vật mới. Ủa, cái bà pháp thuật đâu? Thêm bà vô rồi mà. Hồi nãy mình chưa bấm vào game đúng không nhờ? Từ từ, từ từ. Mỗi lần các bạn làm login gì trong đây á, thì các bạn nhớ bấm vào game để lót lại dữ liệu nha. Nội thất này chắc bị yểm bùa hả? Chắc vậy đó anh em ạ. Rồi quay lại bên đây. Tại sao bảo không có hiện? Đó, phải có chứ. Đây. Rồi ok. Lúc này những cái hành động mình cũng sẽ thay đổi nè. Cái này là mở shop đúng nè. Rồi cái này sẽ là không phải là mở hiện cái shop khoáng nữa, mà sẽ là hiện cái shop gì? Shop nội thất đúng không? Đây, shop nội thất. Rồi, cái hành động thứ ba là chủ shop này sẽ thay đổi cái icon thành bà pháp sư luôn. Kho sinh vật tùy chỉnh. Đó, cái bà phù thủy. Rồi, tên cửa hàng lúc này không phải là shop khoáng sản nữa mà là shop nội thất. Đó là chúng ta sẽ sử dụng cùng trên một UI để áp dụng cho nhiều cái khác nhau. Di chuyển tắt. Đó, xong. Đóng shop thì các bạn có thể cho nó gộp tất cả các hành động luôn ha. Thì các bạn chỉ cần mỗi lần đóng shop các bạn sẽ cho ẩn hết tất cả các shop trong có trong map của các bạn thôi. Thì ở đây mình sẽ cho ẩn đi thêm cái shop nội thất. Rồi lúc này khi chuyển sang chế độ trò chơi các bạn sẽ thấy như thế nào. À, chưa có cái bà đó, tào lao thiệt chứ Alien Game. Bỏ cái bà đó ra cái đã. Rồi lúc này khi các bạn thấy là khi chuyển sang chế độ trò chơi nè, anh lại nói chuyện với shop khoáng đúng không? Thì nó sẽ hiện ra cái shop khoáng sản với cái icon của thằng chủ khoáng sản và những cái vật phẩm khoáng sản. Tắt đi, chạy qua bên đây, bấm vô bà này thì nó sẽ hiện lên shop nội thất bả với lại những cái vật phẩm trong shop nội thất. Ok chưa? Rồi quay lại bên đây thì nó vẫn hiện đúng cái dữ kiện của mình cần thiết. Quay bên đây cũng hiện đúng cái dữ kiện. Đó, chỉ cần với công thức đó các bạn có thể áp dụng cho nhiều shop khác nhau để nó hiện hết tất cả mọi người luôn. Đơn giản đúng không? Rồi, đó, xong chưa? Cái phần đó là phần để mở shop khá là đơn giản. Các bạn sử dụng các shop khác nữa thì vẫn sử dụng trên một main UI này thôi, nhưng mà chúng ta sẽ tạo nhiều cái hạng mục shop trong cái main UI đó. Ok, để mình kích hoạt cho từng nhân vật riêng biệt. Đó, và nó sẽ mở shop rất là đơn giản. Sau khi chúng ta đã setup xong cái cách mở shop và đóng shop rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ setup những cái giá trị mà người chơi đang có ở trên người mình. Mình sẽ tạo cho cái bộ trigger của shop khoáng trước. Thì đây các bạn thấy là khi mà các bạn bấm vô cái shop khoáng này đúng không, là nó hiện lên những cái giá trị khoáng rồi, nhưng mà nó chưa hiện số lượng cũng như là giá cả của mình cần để người chơi có thể mua được. Thì làm sao bây giờ? Làm sao đây anh em? Hả, làm sao đây? Thì chúng ta phải tạo thêm trigger mang tên là, thứ nhất, set số lượng. Cài đặt số lượng nha.
Thì trong set số lượng này á, thì các bạn chỉ cần hiển thị các số lượng vật phẩm tương ứng với cái shop mà các bạn sẽ kích hoạt thôi. Ví dụ như ở đây các bạn sẽ có gì? Đây mình sẽ đặt nội dung văn bản nè, đúng không? Mình sẽ đặt nội dung văn bản cho thành phần của UI shop. Thành phần của nó sẽ là vật phẩm gì? Đây, khoáng sản, vật phẩm 1 của văn học hiển thị cái số lượng nè. Đây, số lượng item đúng không? Ok, chuỗi bên đây thì chúng ta sẽ vào phần, mình sẽ chuyển đổi giá trị thành chuỗi trước, đúng chưa? Mình sẽ vào phần thư viện chức năng, người chơi, số lượng vật phẩm người chơi sở hữu. Đó, lúc này các bạn sẽ chỉnh cái loại công cụ tương ứng. Ví dụ như là cái hồi nãy đầu tiên của mình item 1 là vàng đen đúng không? Thì ở đây mình sẽ vào phần chất liệu, mình chọn vàng đen. Đó, thì bất cứ lúc nào khi bấm vô thì nó sẽ hiện lên cái số lượng vàng đen mà mình đang có trong túi của người chơi thôi nha. Rồi, tiếp tục set cho cái số lượng thứ hai, vật phẩm thứ hai của mình nãy là vàng rực lửa đúng không? Thì chúng ta cũng sẽ là nó luôn, cũng là cái UI đó. Nhưng lúc này sẽ là cái vật phẩm số lượng thứ hai. Rồi, lúc này sẽ là chuyển đổi giá trị thành chuỗi số lượng vật phẩm của rực lửa. Ok, xong chưa? Đến đây ha. Rồi, đến đây thì chúng ta đã xong một cái trigger để set số lượng rồi, đúng không? Thì chúng ta phải tạo thêm một cái trigger thứ hai. Đố bạn là trigger gì? Trong trường hợp các bạn sử dụng biến đổi thị trường nha, thì các bạn phải tạo thêm cái trigger 2 này. Nó sẽ là cái giá cả của thị trường. Ví dụ giá thị trường 1. Đó, hôm qua biến giá trị 123 0123 nhớ không? Thì đây giá thị trường 1 này thì nó sẽ tương ứng với cái giá thị trường của thị trường biến động số 1. Đó, trong trường hợp các bạn không sử dụng biến thị trường thì ở trong cái phần UI nè. Nếu như các bạn không sử dụng biến thị trường giống như của anh nhé, thì trong phần UI này hiển thị lên, các bạn sẽ ghi luôn cái giá gốc ở đây. Ví dụ không có biến thì cái này là bán được 100 đi. Đó, ghi thẳng vô luôn, cái này bán được 50 đi. Thì nó sẽ không ảnh hưởng bởi biến động thị trường. Còn nếu như các bạn biến động thị trường á, thì trong cái phần trigger các bạn phải tạo thêm một cái trigger thị trường 1. Ví dụ ở đây, đặt nội dung văn bản của UI shop, rồi của cái biến động thị trường vàng đen thành một cái ký tự theo cái thị trường số 1 của mình. Ví dụ là 200 tiền đi, đúng chưa? Copy tiếp. Rồi, cũng là cái nó luôn, nhưng chúng ta sẽ là cái giá trị thứ hai. Giá của nó sẽ là 100 tiền. Ok, trong trường hợp các bạn muốn áp dụng nhiều giá trị thị trường thì phải copy tiếp cái này để đặt cái giá trị thị trường 2. Ngày hôm qua đã có hướng dẫn cái trigger này rồi. Thì lúc này nó sẽ thay đổi giá trị thành một cái thị trường biến động khác. Đó, và cái điều kiện cũng phải là điều kiện gì? Nếu như biến xác định thị trường, hôm qua mình hướng dẫn cái biến xác định thị trường nhớ không? Nhưng mà nó đang không có trong đây thì mình phải tự tạo biến thôi. Đó, ví dụ như là thị trường bằng 1 đi đúng không? Bằng 1 thì nó sẽ chạy cái bộ giá cả thị trường 1. Nếu bằng 2 nó sẽ chạy giá cả thị trường 2. Thì cái này những bạn nào mà đã am hiểu trigger thì chắc anh nói đến đây các bạn hiểu rồi ha. Cho nên là anh sẽ không nói sâu cái phần này nữa. Còn nếu như các bạn không hiểu, các bạn có thể inbox trực tiếp qua bên Discord của anh ha. Tại vì cái phần này mà nói nhiều á là mấy bạn mới sẽ không hiểu cái phần này luôn. Thì mấy bạn sẽ bị mơ hồ á, cho nên là hiện tại anh sẽ xếp giá cả thị trường mặc định nhá. Rồi anh sẽ để giá cả thị trường mặc định thôi để cho các bạn đó đỡ rối, các bạn mới đỡ rối. Ok, thì sau khi xếp số lượng xong rồi nè, giá cả thị trường mặc định xong rồi nè, thì chúng ta sẽ quay lại cái trigger mở khoáng này để chúng ta tiến hành kích hoạt cái hiển thị số lượng với điều kiện là đúng. Rồi, lúc này các bạn sẽ thấy như thế nào khi mình quay trở lại đây, đúng không? Mình bấm vô ông này, chuyển sang chế độ trò chơi. Mình bấm vô ông này thì nó sẽ hiển thị số lượng của mình là 000, tại vì trên người mình đang không có khoáng sản gì hết. Đấy, lúc này thì chúng ta phải làm, cần làm gì? Chúng ta cần phải đi đào đá, đào khoáng gì đó. Rồi, khi chuyển sang chế độ trò chơi nè, lúc này khi mình bấm vô ông này, đó, nó sẽ hiện giá trị sản lượng mình đang có, thấy không? Đúng theo cái điều mình mong muốn rồi. Đây, khi mình quăng bớt đi, đó, nó sẽ thay đổi giá trị theo số lượng vật phẩm người chơi là mình đang sở hữu. Ok chưa? Đến đây chắc không còn thắc mắc gì đúng không? Quay lại nè, lụm lại nè, bấm vô nè, đó, nó sẽ hiển thị được. Như vậy là chúng ta đã làm xong phần shop của UI rồi, và hiển thị số lượng vật phẩm của người chơi rồi. Vậy thì làm sao để bán? Bán thì nó sẽ đơn giản thôi. Khi mà các bạn đã setup xong tất cả những cái thứ này rồi, thì chúng ta sẽ bắt đầu làm trigger bán vật phẩm. Bán vật phẩm 1, đó là cái bàn đen trước nè ha. Rồi, ở đây phần sự kiện các bạn sẽ chọn là khi người chơi bấm vào nút với điều kiện
xác định trong UI là cái gì? Cái nút bán này. Đó. Ok, đến đây ha. Rồi hành động sẽ là đơn giản là người chơi phải xét hành động. Phải xét thêm một cái điều kiện thứ hai nữa là số lượng vật phẩm vàng đen của người chơi có hay không. Có mới bán được, đúng không? Không có sao bán được. Đây, vàng đen lớn hơn một, lớn hơn hoặc bằng một nhé, lớn hơn hoặc bằng một. Đó, lúc này khi đã xác định là có rồi thì mình sẽ bắt đầu kích hoạt trigger. Thứ nhất, người chơi sẽ bỏ đi một vật phẩm là vàng đen. Đâu rồi? Vật tiêu hao chất liệu vàng đen. Và lúc này thì người chơi sẽ được cộng tiền, đúng không? Tiền thì chúng ta sẽ sử dụng biến mini mà mình đã hướng dẫn các bạn rồi. Thì chúng ta sẽ vào chỉ định cấu hình giá trị. Rồi, đặt biến giá trị của người chơi thành biến riêng giá trị của một cái biến tiền mini. Rồi cái mini này sẽ làm tính toán đại số của biến mini cộng cho cái giá mà người chơi đã bán được là 100 tiền. Ok. Rồi đó, thì lúc này chúng ta đã xong một cái trigger về bán rồi. À chưa, mình phải bỏ đi cái vật phẩm nữa đúng không? Mình phải bỏ đi, mình bán mà, cho nên mình phải mất đi một cái vàng đen. Rồi ok, như vậy là mình đã xong một cái trigger bán rồi. Các bạn muốn làm cho vật phẩm 2 thì các bạn chỉ cần copy cái này lên, rồi thay đổi cái nút thành cái nút ở dưới, cái nút bán của vàng. Rồi thay đổi cái số lượng vật phẩm sở hữu là vàng rực lửa. Có hay không? Có thì bán được, không có thì thôi. Mất đi một cái vàng rực lửa. Và cộng cho biến riêng giá trị. Ủa, hình như anh bị bỏ dư rồi đúng không? Hồi nãy anh đã bỏ ở trên rồi nè anh em. Anh em đừng có bỏ hai lần nha, mất người chơi chửi đó. Rồi ok, thì lúc này tiền sẽ là cộng 50. Đó, như vậy là chúng ta đã xong một cái shop bán vật phẩm rồi. Và nếu như trong trường hợp bạn nào sử dụng biến riêng thị trường lên xuống giống như anh nói, thì chúng ta sẽ phải thêm một điều kiện là xác định xem biến thị trường đây đang là bao nhiêu. Nếu như thị trường bằng 1 thì nó sẽ bán được cái số tiền tương ứng với cái thị trường bằng 1 đó. Hiểu không? Cái này các bạn hiểu đúng không? Ok. Là ví dụ như thị trường số 1 thì nó sẽ là 200 thì nó ở đây phải là 200. Còn thị trường bình thường thì sẽ là 50 thì là 50. Hiểu không? Nếu như có thêm biến thị trường thì phải áp dụng thêm một cái biến điều kiện vô trong đây nhá. Đó, như vậy là xong rồi. Thì đó là các bạn có thể làm được cái phần shop cửa hàng bán vật phẩm và hiển thị từng cửa hàng dựa trên NPC mình sẽ kích hoạt vào. Thì lúc này là xong cái phần hướng dẫn rồi. Các bạn có những cái thắc mắc gì các bạn comment cho anh giải đáp cho các bạn nha. Rồi ok thôi, anh hướng dẫn cái trigger bị tử nạn ở trong map nha. Cơ bản trigger này nó dễ lắm anh em ạ, chỉ là nó hơi nhiều hành động thôi. Thì đầu tiên về trigger bẹp bẹp này á, thì mình cần phải làm một cái UI cho nó. Rồi, cái này là cái UI mà khi hiện lên là người chơi sẽ nhận được ha. Khi người chơi bị bẹp bẹp là người chơi sẽ hiện lên cái này. Thì các bạn sẽ ẩn cái này đi luôn. À, không cần ẩn đâu, để nguyên luôn, không cần ẩn đâu anh em ạ. Rồi lúc này thì chúng ta sẽ bắt đầu làm trigger nè. Khi người chơi bị bẹp bẹp thì chúng ta sẽ làm một loạt hành động luôn nha mọi người, một loạt hành động luôn. Hành động thứ nhất là chắc chắn chúng ta sẽ mở cái UI lên rồi, mở cái giao diện hiện tại của mình lên rồi đúng không? Là giao diện bẹp bẹp lên. Rồi đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai sẽ làm cái gì? Hồi sinh người chơi tại vị trí người chơi bị bẹp bẹp. Người chơi. Rồi. Hồi sinh tại vị trí sự kiện, hồi sinh tại khu vực mong muốn là vị trí sự kiện. Ok. Hành động thứ ba sẽ là cái gì? Tắt cái chức năng di chuyển của nó đi, không cho nó di chuyển tại vì nó đang bị bẹp bẹp mà. Đó, nên nó không phải là chết, anh em hiểu không? Nó sẽ hồi sinh tại vị trí đó. Đây, để làm từng bước. Đây, người chơi sẽ tắt cái di chuyển đi. Đúng chưa? Rồi, lúc này thì chúng ta sẽ làm cái gì? Tắt luôn cái tính năng sử dụng công cụ của nó cho anh. Người chơi thay đổi công tắc sử dụng công cụ. Đâu rồi? Có thể sử dụng công cụ, tắt luôn. Mày không thể hồi máu được đâu con trai à, to become tình yêu. Rồi cái thứ ba, cái tiếp theo là chúng ta phải làm cái gì? Set máu của nó thành một cho anh. Người chơi, đặc tính của người chơi, mức máu tối, mức máu hiện tại nha, bằng 1. Mày chết mày chưa? Ok. Tiếp theo là một hành động là người chơi nè, khiến người chơi thể hiện cảm xúc, đúng không? Cảm xúc của chúng ta sẽ là cái cảm xúc gì? Cảm xúc ngất nha, bị ngất á. Nè cái này nè. Rồi ok chưa? Đó, lúc này á, nếu như các bạn đang làm máu bằng UI thì các bạn phải thêm một cái nữa là gì? Công thức thanh máu, nhớ không? Bấm vô nè,
đặt kích thước chết này nội dung. Đặt kích thước hình ảnh nè. Trong giao diện main UI chính. Rồi, thành phần là cái thanh máu, hiện tại đây mình xóa mất bà rồi. Thì ok, thì các bạn nhớ nha, nếu có làm thanh máu thì phải copy thêm một cái kích thước, set kích thước của nó vô đây và set cái nội dung văn bản vô đây nha. Còn ở đây mình tạm thời bỏ qua đi. Rồi ok. Thì lúc này á, khi các bạn chuyển sang chế độ trò chơi. Rồi, trước khi chuyển sang chế độ trò chơi thì trong map này các bạn lưu ý một điều nè, trong phần cài đặt cơ bản, các bạn sẽ set cho anh cái phần hồi sinh của người chơi á. Đây, cái phần hồi sinh này nè. Các bạn sẽ cho hồi sinh tự động cho anh. Bảo vệ hồi sinh này các bạn tắt đi. Rồi, cái hồi sinh ngẫu nhiên các bạn cứ để mặc định ha. Rồi lưu vật phẩm, nhớ nha, cho nó hồi sinh tự động cho anh. Cho nó hồi sinh tự động thì mình mới áp dụng cái trigger này được nha. Còn nếu như bạn để hồi sinh thủ công là lỗi nha. Rồi ok, chuyển sang cái map nè. Rồi lúc này khi các bạn bấm vô, người chơi sẽ bị trừ máu đúng không? Và khi người chơi hết máu, đó. Các bạn thấy gì không? Mình sẽ không, đó, mình sẽ bị nằm, tại vì mình đã bị tử nạn rồi, mình sẽ bị nằm yên không thể di chuyển, không thể sử dụng công cụ gì hết. Thì sẽ rơi vào trạng thái đang bị chết. Đúng chưa? Người chơi sẽ bị chết, quay đi quay lại không di chuyển được, đó. Thì lúc này người chơi sẽ không có cách nào để di chuyển, chỉ có cách là gọi bác sĩ hoặc là hồi sinh về bệnh viện. Đó. Thì lúc này đơn giản ha, các bạn chỉ cần làm thêm một cái trigger thôi. Làm thêm một cái trigger thôi. Rồi, vô đây, làm thêm một cái trigger là hồi sinh nè. Rồi, trigger hồi sinh này á là khi người chơi bấm vào cái nút giao diện mà mình đang để hồi sinh ở đây. Đúng không? Điều kiện nha. Điều kiện. Tiền của người chơi đang là bao nhiêu? Biến riêng giá trị người chơi mini đang bằng bao nhiêu mà các bạn mong muốn. Thì ở đây mình sẽ chọn lớn hơn hoặc bằng 100 tiền là mình có thể hồi sinh đi. Nếu thoát game vào lại có bị tiếp không anh? Nếu như map các bạn có lưu dữ liệu thì thoát game vào lại nó vẫn sẽ bị nha. Nhưng mà cái UI thì nó sẽ không hiện đâu, anh sợ là UI nó sẽ bị tắt. Thì cái phần đó các bạn phải cài thêm một cái hành động. Thì các bạn buộc phải cài thêm một cái trigger là khi người chơi đăng nhập vào game. Đó, mà máu của người chơi đang bằng 1. Tại vì hồi nãy mình xét cái điều kiện 1 á, nhớ không? Đó, lúc này các bạn sẽ cần chỉ cần xét cái điều kiện là đặc tính của người chơi với mức máu hiện tại bằng 1. Thì lúc này nó sẽ làm gì? Mở cái giao diện lại giống như cái trigger này. Ok, hiểu không? Đó là cách fit nha. Nói chung là khi mà các bạn hoàn thiện một cái trigger thì các bạn phải xem từng trường hợp mà nó có thể xảy ra để các bạn lấy một cái trigger để chám vô cái chỗ trường hợp có thể xảy ra đó. Hiểu không? Thì cái này các bạn có thể tự khắc phục dựa trên cái hoàn thiện map của mình ha. Rồi mình tạm thời bỏ qua cái đó, quay trở lại phần hồi sinh. Khi người chơi đã xác định bấm vô cái nút và đủ 100 tiền rồi, thì thứ nhất mình sẽ bị cấu hình giá trị của biến riêng giá trị người chơi tiền, làm tính toán đại số của biến riêng giá trị người chơi tiền trừ cho số tiền mà mình cần phải bỏ ra là 100. Ok. Rồi tiếp theo sẽ là gì? Đóng đi cái UI bẹp bẹp. Rồi, hành động nữa là gì? Di chuyển mở lại cho người chơi, đúng không? Công tắc người chơi di chuyển mở. Rồi công tắc người chơi sử dụng công cụ mở. Ok, đến đây thì mình sẽ còn gì nữa? Máu nè. Thì nó sẽ quan trọng nha. Rồi, máu, người chơi, đặc tính của người chơi, đúng không? Mức máu hiện tại làm full máu 100. Rồi, cũng phải hiển thị lại cái kích thước hình ảnh của UI luôn nha, nếu như các bạn có sử dụng. Ngoài ra các bạn muốn sử dụng thêm, thay đổi thêm cái giá trị, nếu như các bạn có sử dụng biến riêng của thanh độ đói, độ khác, thì các bạn cũng phải chỉ định cấu hình giá trị. Ví dụ như biến riêng giá trị của MB nè, đúng không? Là ví dụ như là độ đói đi, là 100 luôn cho anh, để full MB, đúng không? Thì đến trường hợp này nó sẽ có xảy ra một số các vấn đề là khi mà người chơi đang, lúc mà người chơi chết á, thì người chơi đang có 80 MB đi, đúng không? Mà khi hồi sinh thì nó sẽ cộng cái biến này thành 180 rồi, là lỗi. Thì phải làm thêm một cái trigger để fit cái này nữa. Thì chúng ta sẽ là fit biến giá trị. Fit cái biến giá trị này á, thì điều kiện các bạn sẽ để là toán học 1 so sánh thông số của biến giá trị mình cần fit. Ví dụ ở đây là cái MB hiện tại nó lớn hơn 100.
thì hành động sẽ là gì? Hành động sẽ làm nó thành 100. Ok. Rồi quay lại cái này, tiến hành kích hoạt nó. Với điều kiện là đúng. Thì lúc này bất cứ cái gì mà các bạn hồi sinh, các bạn bổ sung biến cho người chơi mà nó có kích hoạt cái này thì nó sẽ fit lại tròn số cho các bạn ha. Giống như trong map của anh, thì bây giờ anh sẽ trải nghiệm thử trong map lại của anh cho các bạn xem map gốc nha. Khi chuyển sang chế độ trò chơi, bấm. Đó, lúc này mình bị chết nè, đúng không? Y như cái trigger mình vừa mới hướng dẫn. Thì khi mình bấm vô đây mình sẽ bị trừ 300 tiền này. Đó, mình hồi sinh về đây. Ok, thì trong trường hợp các bạn đang có, hồi nãy là mình đang có ít cái độ đói và độ khác đúng không? Thì bây giờ mình sẽ test lại một lần nữa khi mình đang có 100 độ đói và độ khác mà mình chết đi. Mình hồi sinh, các bạn thấy không? Nó 200 và nó nhảy về. Nó nhảy lên và nó nhảy về. Có nghĩa là sao? Là nó sẽ set lại cái biến giá trị của mình khi mà nó cộng quá 100 điểm. Ok, thì lúc đó là các bạn đã hoàn thành được một cái trigger bẹp bẹp rồi. Đúng không? Thì lúc này bất cứ lúc nào mà người chơi bị hết máu, mà người chơi chết, và khi người chơi hồi sinh về, này nó làm một này thấy không? Đó, người chơi cũng không thể di chuyển, người chơi cũng không thể sử dụng công cụ. Nhưng khi mà người chơi hồi sinh về, người chơi sẽ được hồi sinh về vị trí của bệnh viện nè. Lúc này người chơi có thể di chuyển, có thể sử dụng công cụ và được hồi độ máu và độ đói, độ khát lên như bình thường. Ứng với cái mức tiền mà người chơi bỏ ra là 300 tiền để hồi sinh. Ok. Rồi ha, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn xong cái trigger bẹp bẹp rồi đó. Để làm một cái hiển thị chỉ đường á, đầu tiên thì các bạn phải tạo một cái vị trí đến cái vị trí mà các bạn cần chỉ đến đúng không? Rồi ở đây mình sẽ để mình sẽ tạo một cái vị trí cho shop khoáng sản là cái ông nội Ronald này đi, đúng không? Rồi. Đặt tên, nhớ đặt tên nhé. Đây, vị trí mới tạo. Ronald. Đó, ông nội Ronald này. Rồi ok. Thì lúc này á, khi người chơi bấm vào một cái nút UI gì đó thì sẽ được chỉ đường đến thằng Ronald. Thì anh sẽ tạo một cái nút nhanh nhé. Còn các bạn thì các bạn có thể làm bản đồ ha. Thì đây mình sẽ làm một cái nút với một cái ảnh của ông nội Ronald ở trên đó. Khi bấm vô thì mình sẽ được chỉ đường đến vị trí của bạn đó. Ok. Thì lúc này khi mình tạo một cái trigger nè ha, trigger thì sẽ là khi người chơi bấm vào nút biểu tượng trên phần UI main chính có hình ông nội Ronald này, đúng không? Thì sẽ hành động. Các bạn kéo xuống phần hiển thị thông tin, các bạn chọn tạo thông tin đồ họa về vị trí. Phải thông tin này không ta? Để xem lại. Không phải cái này nha. Tại vì cái tên nó giống giống nhau á. Để anh chút. Thì nó sẽ là cái hiển thị thông tin này. Rồi, tạo thông tin hiển thị trên người chơi nha anh em nhé. Thì ở trong đây các bạn có thể chọn nhiều cái hình thái hiển thị khác nhau. Thì anh khuyên á, là các bạn, nếu như các bạn chỉ làm một con map và đăng lên trên thư viện như bình thường á, thì các bạn sẽ sử dụng cái mũi tên chỉ đến vị trí mục tiêu này giùm anh. Các bạn không sử dụng cái chỉ đường hướng đến vị trí màu đỏ giống như của anh nhé. Tại vì á, nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả người chơi luôn nha mọi người. Nó hơi phiền. Cho nên là các bạn chỉ nên sử dụng cái mũi tên này thôi nè. Đó. Thì nó sẽ chỉ đến cái vị trí, thì chúng ta sẽ chọn vị trí của thằng Ronas. Cái ID này cũng quan trọng nha. Nếu như trong map các bạn có nhiều cái mũi tên hiển thị đến những cái vị trí khác nhau, ví dụ như là cái mũi tên của phần hướng dẫn này là nó sẽ khác với cái mũi tên của bản đồ đúng không, thì nó phải khác cái ID này để khi mà các bạn xóa đó nó sẽ không bị lẫn lộn lên nhau. Ví dụ ở đây mình sẽ sử dụng ID của Ronas này là 1, thì mình sẽ để đây là 1 ha. Các bạn nhớ cái số 1 này nha, một lát mình sẽ có cái vấn đề sử dụng đến nó đó. Rồi lúc này thì xong rồi đó. Khi chuyển sang chế độ trò chơi, bấm vô cái mũi tên, bấm vô cái hình. Đó, nó sẽ tạo một cái mũi tên chỉ đường đến thằng Ronas, thấy không? Đó. Đó, nó sẽ chỉ đường đến chỗ này luôn, đúng cái chỗ của thằng này luôn. Ok chưa? Thì nó là mũi tên rồi. Còn nếu như các bạn sử dụng như hồi nãy cái map kia á, là sẽ là một cái dải màu đỏ đúng không? Thì các bạn sẽ chọn cái này, chỉ dẫn hướng đến vị trí. Vị trí cũng là Ronald nè. ID cũng lưu ý ID nha. Thì khi chuyển sang chế độ trò chơi, bấm vô cái này, đó, nó sẽ chỉ đến thằng đó. Nhưng mà cái này nó sẽ bị một cái điểm yếu là các bạn thấy là nó dài ra vậy đúng không? Là khi người chơi khác đi ngang qua lại cũng sẽ thấy cái mũi tên nó luôn. Nó hơi phiền người ta khi mà người ta đang chơi, nếu như cái map chơi nhiều người. Cho nên là anh vẫn khuyến khích các bạn là chúng ta sẽ sử dụng mũi tên chỉ đến vị trí nha. Nha. Mũi tên chỉ đến vị trí. Rồi. Đến lúc này thì tại sao chúng ta lại phải lưu nhớ cái ID này làm chi? Cái ID mũi tên này nó đâu có quan trọng đâu. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu quan trọng nè. Thì ở đây mình sẽ tạo thêm một cái nút nữa. Cái nút này sẽ có một cái ký tự là hủy chỉ đường.
Ví dụ như vậy, thì ở đây á, cái nút hủy chỉ đường này nó sẽ áp dụng cho những bạn nào làm về bản đồ ha. Cái bản đồ á, thì chúng ta có thể chủ động trong cái việc hiện và hủy khác nhau. Thì các bạn có thể áp dụng cái chữ này, thì nó sẽ thêm một cái trigger là khi người chơi bấm vào cái nút hủy chỉ đường đó, rồi đây cái nút hủy chỉ đường, thì nó sẽ dẫn ra hành động là gì? Thứ nhất, ẩn đi chính nó cái đã, ẩn đi cái nút hủy chỉ đường của, ẩn đi cái nút đó. Đó, mình bấm vô cái nút đó thì nó phải ẩn đi cái nút đó luôn nha. Hành động thứ hai sẽ là vào phần hiển thị thông tin, các bạn chọn là xóa thông tin hiển thị trên người chơi. Lúc này á, các bạn sẽ chọn là cái mũi tên nè, và ID mà chúng ta cần xóa là số 1 đó. Lúc này cái ID nó sẽ quan trọng. Nếu như các bạn làm nhiều cái mũi tên theo nhiều dạng khác nhau, một cái là bản đồ, một cái là hướng dẫn, một cái là nhiệm vụ, thì chúng ta phải hủy dựa trên ID mà mình đang dùng. Ví dụ như người chơi đang làm nhiệm vụ là nó có một cái mũi tên nhiệm vụ rồi đúng không, nhưng mà người chơi lại bị kẹt trong một cái hướng dẫn khác, thì khi người chơi hoàn thành cái hướng dẫn đó thì nó sẽ ẩn đi cái mũi tên của hướng dẫn đó thôi. Còn nếu như tất cả các bạn đều để số 1 thì nó sẽ hủy hết luôn. À, cho nên là ở đây chúng ta cũng phải lưu ý cho những cái trường hợp xóa cái hiển thị thông tin này theo những cái ID phù hợp với cái mũi tên mà chúng ta đang hiển thị. Đấy. Rồi, lúc này chúng ta ẩn cái nút này đi. Chúng ta quay lại cái trigger trước đó để chúng ta hiện cái nút đó lên nữa. Rồi, bắt đầu test nè. Khi người chơi, đây, chuyển sang chế độ trò chơi nha. Rồi, khi người chơi bấm vào cái nút này, đó, nó sẽ hiện cái mũi tên và hiện một cái nút chỉ hủy chỉ đường. Người chơi sẽ chạy đến đó. Trong trường hợp người chơi không muốn đi đến cái điểm này nữa, người chơi hủy. Bẹp. Ok. Hiểu không? Hiểu cái ý đồ không? Đó là cái này áp dụng cho những bạn nào làm bản đồ ha. Giống như trong map của anh cũng có một đống bản đồ á. Đó, nó sẽ chỉ đường như vậy. Nhưng mà tự nhiên đi nửa đường, các thằng bạn đi ngang con bạn ngủ, ê, mày đi chơi với tao đi, tao không muốn bán khoáng, nó đi chơi đi. Ok, đi chơi, hủy. Đi chơi. Là như vậy là xong. Còn trong trường hợp các bạn muốn áp dụng cho khu vực á, mà các bạn không muốn áp dụng cho cái này á, cái nút này á, thì vẫn còn một cái nữa để chúng ta làm. Là mỗi ông NPC á, là chúng ta sẽ tương ứng với một cái shop đúng không? Đó, một cái shop. Thì mỗi cái shop này á, nó sẽ có một cái cửa đúng không? Đúng không? Thì khi vô cái cửa này á, các bạn sẽ xóa luôn cái mũi tên đó bằng cách là tạo cái khu vực ở đây. Rồi. Thì lúc này chúng ta chỉ cần cài trigger là khi người chơi vào khu vực, chọn khu vực mà người chơi vào là cái cửa shop mà chúng ta đang hướng tới, thì lúc này khi vào thì nó sẽ xóa đi cái mũi tên là xong. Nếu như các bạn không muốn sử dụng cái này, đây, khi chuyển sang chế độ trò chơi, bấm vô nút này, chỉ điểm, chạy vô cái shop, đó, xóa đi mũi tên. Ok, đó là một cách khác ha. Rồi, trong cái trường hợp mà các bạn muốn bảo vệ thằng NPC này nè, tại vì trong map thành phố mùa này á, là chúng ta có thể tấn công tự do, cho nên là những thằng NPC này nó có khả năng bị mình từ từ nó có khả năng bị mình bẹp đó, nó mất máu rồi đó, nó mới mất máu đó, có khả năng bị mình quýnh đúng không. Thì các bạn cũng phải lưu ý đối với tất cả những cái nhà nào ở trong cái map thành phố mùa này mà nó có chức năng nha, NPC có chức năng. Đây, những cái nhà mà có chức năng thì các bạn sẽ thấy một cái điểm chung á, là mình sẽ cho nó một cái cửa duy nhất để đi vào thôi, các bạn thấy không? Một cái cửa duy nhất để đi vào để mình khoanh một cái khu vực ở đây. Tất cả shop đều như vậy nhé. Tất cả shop ở trong map này, đối với những thằng NPC mở shop có chức năng, mình đều sẽ có một cái cửa duy nhất và một cái khu vực bao quanh cái cửa đó. Ok chưa? Nó như vậy nè. Để làm chi anh em biết không? Để chúng ta kích hoạt một cái trigger bảo vệ tụi nó. Thì đầu tiên, khi mà các bạn làm map thành phố này á, thì tất cả người chơi trong map đều sẽ là không có đội nha. Đây, đều sẽ là đội màu trắng để người chơi có thể tấn công lẫn nhau. Nhưng đối với NPC shop cửa hàng thì các bạn phải chỉnh cho nó một đội. Ví dụ ở đây mình sẽ chỉnh đội xanh lá nè. Ok chưa? Rồi. Thì những cái khu vực cửa này á, chúng ta sẽ giúp cho kích hoạt một cái trigger. Đây. Các bạn thấy gì không? Khi người chơi vào các khu vực cửa của các cửa hàng thì nó sẽ búp cho tất cả các sinh vật trong nhóm xanh lá một cái hiệu ứng kháng đánh lùi và có thể bị giết, bị tắt đi. Thì lúc này mặc dù con NPC này chỉ có 10 máu thôi, nhưng mà khi mình chuyển sang chế độ trò chơi, mình chạy vào cái cửa này, đó, đó, nó được búp này không, mình quýnh nó, đó, mình quýnh nó bao nhiêu lần thì nó cũng sẽ không bị chết được.
tại sao lại mình phải làm như vậy? Tại sao phải búp cho nó một cái búp như vậy? Rảnh vậy? Rồi tại sao phải làm cho nó nhiều khu vực mà không phải là khi người chơi vào và búp luôn cho tất cả các người chơi sông xanh lục? Thì nó sẽ phụ thuộc vào cái vấn đề mà anh đã từng hướng dẫn cho các bạn. Đây, ví dụ như ở đây các bạn thấy. Đây, ở bên kia là shop nội thất các bạn thấy không? Thì khi người chơi chỉnh đứng ở đây và tạo phòng, thì cái thằng khu vực ở ngoài cái phần dữ liệu, các bạn thấy phần dữ liệu bị mất không? Khi mình chạy tới nó sẽ load nè. Đó, nó sẽ load lại dữ liệu đúng không? Thì những cái thằng mà nằm ngoài khu vực dữ liệu như vậy, nó sẽ không nhận được cái búp đó. Cho nên để fit lại cái này, thì các bạn luôn luôn là chỉnh một cái trigger khu vực của từng cái cửa của cửa hàng. Khi vào là nó sẽ búp cái đó thôi, không có ảnh hưởng gì đến game chính hết. Nó chỉ búp cho cái thằng này thôi. Cho nên là các bạn có thể làm như vậy ha. Khoanh những khu vực và có thể gộp vô một trigger như vậy. Đó, phần sự kiện khu vực thì mình có thể gộp được, các bạn cứ yên tâm ha. Đó, và búp một cái thôi, như vậy là xong. Và đó là món quà cuối cùng của ngày hôm nay. Chúc cho các bạn ngủ ngon. Ngày mai sẽ có một ngày đầu tuần thật là nhiều sức khỏe, niềm vui nha. Ok, cảm ơn các bạn, sắp tới sẽ có một kỳ nghỉ lễ thật là tuyệt vời. Đừng quên cung giờ livestream của Khổng Mini mùa 22 này vẫn còn hai bài số 5, số 6 vào thứ bảy chủ nhật 7 giờ đến 9 giờ tối và tuần sau nha. Ok, một lần nữa thì cảm ơn các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon. Và hẹn các bạn những buổi học lần sau nha. Bye bye.